Ngày 30 tháng 1, Phó Bí thư phụ trách huyện ủy Đầm Dơi Quỳnh Văn Hiền đã đến trao hai huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho đảng viên Khuất Văn Thạc và Đoàn Ngọc Cầu. Đảng viên Khuất Văn Thạc sinh ngày 10 tháng 3 năm 1948. Quê quán xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Vào đảng ngày 20 tháng 12 năm 1969, chính thức ngày 20 tháng 9 năm 1970, sinh hoạt tại chi bộ ấp Tân Hiệp, xã Tân Dân. Đảng viên Đoàn Ngọc Cầu sinh năm 1948, quê quán xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Vào đảng ngày 1 tháng 1 năm 1969, chính thức ngày 1 tháng 1 năm 1970, sinh hoạt tại chi bộ ấp Nam Chánh, xã Ngọc Chánh. Đây là phần thưởng cao quý của đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của hai đảng viên cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang. Tại buổi lễ trao tặng huy hiệu đảng, Phó Bí thư phụ trách huyện ủy Quỳnh Văn Hiền gửi lời chúc sức khỏe, ghi nhận những đóng góp của đảng viên Khuất Văn Thạc và Đoàn Ngọc Cầu đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời mong muốn hai đảng viên tiếp tục đóng góp ý kiến đối với địa phương trong quá trình xây dựng phát triển, là tấm gương sáng cho gia đình và đảng bộ, tiếp tục dạy bảo con cháu phát huy truyền thống ông cha. Tại lễ nhận huy hiệu đảng, đảng viên Khuất Văn Thạc và Đoàn Ngọc Cầu cũng rất xúc động vì nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy đảng. Nhận được những huy hiệu đảng lần này, bản thân sẽ cố gắng phấn đấu học tập, trau dồi thêm kiến thức cũng như dạy bảo con cháu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình.